Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 7 tháng 3 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý vị có thật nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Và để mở đầu chương trình, xin quý vị thương nhấn cho Emily một nút like để chương trình của chúng ta vượt qua được những thuật toán của YouTube. Và nếu quý vị thấy hay, hãy chia sẻ chương trình này cho nhiều người được biết hơn. Xin được cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Trở lại bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Mỹ đánh giá khả năng đào tạo phi công lái F-16 cho Ukraine Nữ tướng của Tổng thống Trump, Stephanie, đưa ra con đường giải quyết nằm vùng của chính quyền Joe Biden Cựu Tổng thống Trump hứa hẹn bước nhảy vọt cho một nước Mỹ mới Theo NBC dẫn lời quan chức dấu tên cho biết, Mỹ đã mời phi công Ukraine tới căn cứ quân sự tại Tucson, Arizona để đánh giá việc huấn luyện họ lái máy bay chiến đấu của phương Tây trong đó có cả F-16. Hiện tại, hai phi công Ukraine đã đến Mỹ. Theo các nguồn tin, chính quyền Mỹ có kế hoạch được khoảng 10 phi công Ukraine đến nước này trong tháng này. Tuy nhiên, thì các quan chức lưu ý rằng, những phi công này sẽ huấn luyện trên các thiết bị mô phỏng và không có kế hoạch để họ lái máy bay thực tế. Chương trình huấn luyện có hai mục tiêu, nâng cao kỹ năng của phi công Ukraine và mục tiêu thứ hai là đánh giá thời gian cần thiết để huấn luyện họ vận hành hiệu quả F16 cũng như là các máy bay chiến đấu khác do phương Tây sản xuất. Theo Đài NBC, đây là lần đầu tiên các phi công của Ukraine vốn được huấn luyện lái máy bay do Liên Xô thiết kế tham gia một chương trình đào tạo máy bay tại Mỹ. Ukraine đã kêu gọi NATO cung cấp máy bay chiến đấu, đặc biệt là máy bay F16 sau khi nhận được cam kết từ các nước EU, Mỹ và Anh cung cấp hàng chục xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2, M1 Abrams và Challenger 2. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các cuộc thảo luận về việc chuyển giao máy bay chiến đấu cho Kiev một lần nữa nhấn mạnh sự can dự ngày càng tăng của các nước phương Tây và cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông nhắc lại lập trường của Moscow rằng, những hành động như vậy chỉ làm leo thang và kéo dài cuộc xung đột trong khi không thay đổi được kết quả cuối cùng của hoạt động quân sự đặc biệt của Nga. Nữ tướng của Tổng thống Trump Stefanik đưa ra con đường giải quyết nằm vùng của chính quyền Joe Biden. Quý vị thân mến, nữ tướng của Donald Trump, Chủ tịch Hội nghị Cộng hòa tại Hạ viện, Ali Stefanik, trên đường đến tham gia Hội nghị Hành động Chính trị Đảng Cộng hòa, với mục đích giải quyết vấn đề nằm vùng và vật trần tệ hại của các cơ quan chính phủ Joe Biden. Theo trích đoạn bài phát biểu của Stefanik được Fox News Digital nắm được, bà sẽ tuyên bố bảo vệ cấu trúc nước Mỹ khỏi cực tả, và chính phủ Joe Biden sẽ là một trong những cuộc chiến cam go của đảng Cộng hòa. Bà nói rằng, những người bạn của tôi, những người dân Mỹ yêu dấu, cấu trúc nước Mỹ của chúng ta đang bị cánh tả cấp tiến tấn công, những kẻ tốt ký trung thành với họ trong truyền thông, dòng chính và sự lãnh đạo một cách thất bại và tệ hại của Joe Biden. Chúng tôi cần những người ai quốc như quý vị trên khắp quốc gia để cứu nền Cộng hòa của chúng ta. Hãy tin tôi, tôi trực tiếp biết cánh tả cùng toàn bộ hệ sinh thái dân chủ đã tệ hại đến mức nào và những người chống Donald Trump xấu xa sẽ bôi nhỏ, đe dọa, bại trừ, dối trá và làm bất cứ chuyện gì để bịt miệng chúng tôi và đàn áp ý nguyện của người dân Mỹ như những năm qua họ vẫn làm và đến lúc chúng ta ngăn chặn điều đó để cứu lại đất nước thân yêu của chúng ta. Thưa quý vị, Stefanis là thành viên duy nhất của lãnh đạo Cộng hòa tại Quốc hội phát biểu tại CPAC năm nay. Cho đến nay, thì bà ấy cũng là lãnh đạo Cộng hòa hàng đầu công khai tuyên bố hậu thuẫn Tổng thống Donald Trump tái tranh cử năm 2024. Nhà lập pháp của New York sẽ lập lại sự ủng hộ dành cho Trump bằng lời kêu gọi những người tham dự CPAC bỏ phiếu cho cựu Tổng thống vào năm 2024. Chúng ta chứng kiến chính trị hủy diệt cá nhân của cánh tả. Chúng ta đã vạch trần sự hẹn nhát và đồng lõa của truyền thông dòng chính. Và chúng ta phải giành lại quốc gia vào năm 2024 bằng việc để cho Donald Trump tại đắc cử. Stefanis cũng ca ngợi đồng nghiệp của mình tại Hạ viện đã thành công trong công việc cắt ngân sách và sát thải đội quân gồm 87.000 nhân viên mới của Biden, một trong những hành động đầu tiên khi Cộng hòa chiếm đa số và cũng không quên tuyên dương sự thành lập của tiểu bang đặc biệt mới điều tra việc vũ khí hóa chính phủ liên bang để giải quyết các vấn đề nằm vùng và trần thối nát tràn lan trong Bộ Tư pháp và FBI, đồng thời bảo vệ các quyền hiến pháp của chúng ta đang bị tấn công từ giới chức liên bang tham dũng và quan liêu. Thưa quý vị, những chiến thắng khác của đảng Cộng hòa được bà ấy nhắc tới trong sự kiện trên, bao gồm hồ sơ Twitter và sự thật về FBI đàn áp bất hợp pháp câu chuyện chiếc máy điện toán của Hunter Biden, thành lập Ủy ban lưỡng đảng về vấn đề Trung Quốc và tiểu ủy ban mới về nguồn gốc của Covid. Stefanis cũng ca ngợi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã thành công loại bỏ dân biểu Adam Schiff khỏi Ủy ban tình báo Hạ viện vì vai trò của ông trong luận tội Donald Trump và đá dân biểu Ilhan Omar khỏi Ủy ban đối ngoại Hạ viện vì những tuyên bố bài do Thái. Bài phát biểu này của bà Stefanis xuất hiện ngay trước bài phát biểu của cựu Tổng thống Donald Trump. Cựu Tổng thống Trump hứa hẹn bước nhảy vọt cho một nước Mỹ mới. Quý vị thân mến, cựu Tổng thống Donald Trump đã tiết lộ giấc mơ của ông về một Mỹ quốc mới trước cuộc đua Tổng thống năm 2024, hứa hẹn sẽ mang sự táo bạo của Mỹ quay trở lại theo một cách thực sự lớn và báo trước một bước nhảy vọt về mức sống. Ông Donald Trump nói trong một bài diễn văn qua video được công bố vào ngày 5 tháng 3 các thế hệ nước mỹ trước đây đã theo đuổi những giấc mơ lớn và những dự án táo bạo mà một thời dường như hoàn toàn không thể thực hiện được họ đổ xô đến một lục địa chưa có người sở hữu và xây dựng các thành phố mới ở biên giới hoảng giả họ đã thay đổi cuộc sống của người mỹ bằng hệ thống xa lộ liên bang thật tuyệt vời và họ đã phóng một mạng lưới vệ tinh rộng lớn lên quỹ đạo quanh khắp trái đất nhưng ngày nay, nước ta đã mất đi sự táo bạo. Dưới sự lãnh đạo của tôi, chúng ta sẽ mang điều đó trở lại một cách thực sự lớn. Nếu quý vị nhìn vào 3 năm trước thôi, những gì chúng tôi đang làm là không thể tưởng tượng nổi. Những điều đó tốt biết bao, vĩ đại biết bao cho đất nước của chúng ta. Mục tiêu của chúng tôi sẽ là một bước nhảy vọt về mức sống của người dân Mỹ, đó là điều sẽ xảy ra. Một phần ba diện tích đất đai của Hoa Kỳ thuộc sở hữu của chính phủ liên bang, cựu Tổng thống Donald Trump lưu ý rằng chỉ một phần rất nhỏ của vùng đất đó, tương đương với một nửa của một phần trăm, có thể được sử dụng để tổ chức một cuộc thi nhằm lập ra tận 10 thành phố mới và trao cho những thành phố này các đề nghị phát triển tốt nhất. Nói một cách khác, chúng ta sẽ thực sự xây dựng các thành phố mới trên đất nước của chúng ta. Những thành phố tự do này sẽ mở lại ranh giới, khơi dậy trí tưởng tượng của người Mỹ và mang đến cho hàng trăm ngàn thanh niên và những người khác, Tất cả các gia đình làm việc chăm chỉ một cơ hội mới về quyền sở hữu nhà ở và thực tế là giấc mơ Mỹ. Vận tải sản xuất. Một cơ hội lớn mà ông Trump nêu ra trong video là trong lĩnh vực giao thông vận tải. Tại Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhiều công ty đang chạy đua để phát triển các phương tiện cất và hạ cánh thẳng đứng. Trong thế kỷ trước, chính Hoa Kỳ đã dẫn đầu cuộc cách mạng tự động. Tôi muốn bảo đảm rằng nước Mỹ chứ không phải là Trung Quốc sẽ dẫn đầu cuộc cách mạng về di chuyển trên không. Ông Donald Trump cho biết, những bước đột phá này có thể biến đổi thương mại, mang lại nguồn tài sản rất lớn cho vùng đồng thôn của nước Mỹ và kết nối các gia đình ở đất nước chúng ta theo những cách mới. Quiz là một công ty Mỹ tham gia phát triển phương tiện các cánh thẳng đứng có trụ sở tại California. Tháng 1 năm 2022, Quiz thông báo rằng họ đã nhận được 450 triệu đô tài trợ từ Boeing. Hồi tháng 8, Archer Aviation có trụ sở tại Santos đã nhận được khoản đặt cọc 10 triệu đô từ United Airlines cho đơn đặt hàng 100 chiếc taxi bay điện. Ông Trump cũng đề nghị một sáng kiến sản xuất chiến lược quốc gia sẽ biến những cộng đồng bị lãng quên thành những tổ hợp công nghiệp. Sáng kiến đó sẽ bảo đảm rằng những cộng đồng này sẽ sản xuất hàng hóa và Hoa kỳ sẽ không còn phải nhập cản từ Trung Quốc nữa. Sáng kiến này sẽ rất rất là thành công. Lĩnh vực sản xuất của Mỹ hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau như là lạm phát, khan hiếm nhân tài và các vấn đề về chuỗi cung ứng cũng như là các bất ổn về kinh tế. Công ty Deloitte cho biết trong báo cáo triển vọng sản xuất năm 2023 của mình rằng các nhà sản xuất tiếp tục vật lộn với những thách thức về nhân tài, vốn có thể hạn chế đà tăng của ngành. Ngoài ra thì các vấn đề về chuỗi cung ứng bao gồm tắc nghẽn nguồn cung ứng, tồn động hậu cần toàn cầu áp lực chi phí và các cuộc tấn công mạng có thể sẽ vẫn là những thách thức nghiêm trọng trong năm 2023. Giảm chi phí, các sáng kiến khác Cựu Tổng thống Trump cũng hứa sẽ đưa ra một sáng kiến lớn để giảm chi phí sinh hoạt, đặc biệt là tập trung vào việc giảm giá xe mới và chi phí xây dựng những căn nhà, một hộ gia đình. Làm phát hàng năm hiện vẫn duy trì ở mức trên 6% mỗi tháng kể từ tháng 10 năm 2021, Lạm phát đối với phương tiện mới duy trì ở mức trên 5% mỗi tháng kể từ tháng 6 năm 2021. Giá bán nhà trung bình trong nước đạt 467.000 đô trong quý 4, tăng 10,4% so với cùng thời kỳ năm trước. Hoa Kỳ ước tính sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu từ 3,8 triệu đến 5 triệu ngôi nhà. Ông Trump cũng có ý định đề nghị quốc hội hỗ trợ khoản tiền thưởng sinh con cho các bậc cha mẹ, một chính sách mà ông hy vọng rằng sẽ kích hoạt sự bùng nổ trẻ em. Ông hứa sẽ thực hiện một chiến dịch cải thiện diện mạo và hiện đại hóa tuyệt vời ở 50 tiểu bang, sẽ loại bỏ các tòa nhà xấu xí, tân trang các không gian công cộng và công viên, bảo đảm một môi trường nguyên sơ, làm cho các thành phố và thị trấn trở nên đáng sống hơn, và xây dựng các tượng đài cao chót vót cho các anh hùng của nước Mỹ của chúng ta. Thưa quý vị, có một điều rất là quan trọng là tôi cũng sẽ đảm bảo tất cả những địa điểm mới này đều an toàn. Chúng ta yêu và trân trọng lực lượng cảnh sát của chúng ta. Họ sẽ làm công việc theo cách mà họ phải làm. Đã đến lúc lại bắt đầu nói về sự vĩ đại của đất nước chúng ta, tôi sẽ nâng cao đáng kể mức sống và xây dựng một tương lai gắn kết đất nước của chúng ta thông qua sự hào hức, cơ hội và thành công. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.